Một chiều dân gió lòng một chiều dân nhớ chuyện bên đồi thông nắng đôi tóc sáng nay cà phê một mình Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Hôm nay bạn có tâm trạng gì mà hát những bài mà tôi thấy nó không hợp ý bà từ xưa đến giờ được? Ủa, tôi hát thôi mà tại sao phải có tâm trạng? Ý ông là sao chứ? Tại vì tôi muốn biết được tâm trạng của bà mà. Tại sao ông phải muốn biết được tâm trạng của tôi mà ông không tìm hiểu coi tâm trạng của tôi là đang muốn gì và đang ước gì? Tại chẳng qua tôi muốn biết để muốn chia sẻ, muốn có những đồng cảm với bà thôi. Vậy thì tôi nói nha, tâm trạng của tôi lúc này và tôi ước muốn là không có ông bên cạnh. Bà nói gì kỳ vậy? Chứ còn cái gì nữa, ông lúc nào ông cũng tỏ vẻ ra ông quan tâm, ông lo lắng cho tôi. Nhưng mà tại sao ông không tự suy nghĩ đi, mà lúc nào ông cũng hỏi tại sao, hỏi tại gì vậy, hỏi bà ơi, lý do gì vậy, hỏi này hỏi nọ, mà tại sao ông không tự nghĩ là tại sao tôi như vậy, đâu cần phải hỏi đúng không nào? Nếu bà nói như vậy thì tôi không dám hỏi, không dám nói với bà nữa. Vậy đi. Nếu một ngày không có anh thì niềm cô đơn dài như năm tháng. Bà, tôi năn nỉ bà đừng hát cái bài này. Ủa tại sao? Tôi thấy cái bài này nó không hợp với tâm trạng với bà với tôi. Tại sao vậy? Bà hát cái bài này thì tôi thấy lo lo suy. Ông lo cái gì? Ủa ông lúc nào cũng đang ở bên cạnh tôi mà. Tôi ca thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện tôi với ông ở đây đâu. Nhưng mà tôi thấy cái bài này nó không có đúng vào cái thời điểm này. Bà cũng biết tôi rồi, tôi cũng lúc nào cũng muốn gần bà mà sao bà nói như vậy? Ông lúc nào cũng lo, cũng thấy, cũng ngần, cũng ngại. Nhưng mà ông không bao giờ tự nói ra cái gì. Ông cũng phải lo lắng, thấy ngại là sao? Hay sao mệt quá. Trời xuôi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi. Bà, Ê, có bài nào mà lá vàng rụng trước lá xanh không ta? bà đừng có nói như vậy. Gì nữa? Tôi lúc nào cũng muốn bà là lá xanh chứ không phải lá vàng. Ủa ông, Tại vì lá ông cảm xanh giác giống như là tôi sắp sửa rời xa cõi trần với ông. Tại vì tôi đang lo. Ông lo cái gì? Tôi lo có một ngày nào đó bà giấu tôi chuyện gì đó rồi bà bỏ tôi bà biến mất. Tôi giấu ông chuyện gì rồi tôi bỏ ông tôi biến mất? Thí dụ đi. Ví dụ như là bệnh nan y. Trời đất ơi, ông vô duyên quá. Ông lo cái gì kỳ cục vậy? Tôi tưởng là ông lo tôi lấy chồng tôi bỏ ông, hay là ông lo là tôi đi định cư ở nước ngoài. Ông nghĩ sao mà ông lo tôi bị bệnh nan y? Không phải, tại vì hôm nay tôi thấy bà lạ quá cho nên tôi mới hỏi, tôi mới quan tâm vậy thôi mà. Ông mới là người lạ đó, ông vô duyên. Bà kêu Sa, bà kêu Sa, tôi chưa nói hết mà. Bà kêu Sa, kêu Sa. Ủa cô? Không, tự nhiên đi. Tự nhiên hai đứa có tự nhiên coi như là không có cô đi. Tự nhiên đi. Dạ hết, thì con đâu có gì đâu. Cô ngồi đó đi, cô uống gì để con làm nước cho. Uống trà. À, người lớn phải uống trà thì nó mới dễ ngủ đúng không cô? Con đi lấy trà đi cô nha. Ôi, con bé dễ thương quá. Dạ, lúc nào Khánh Nhi cũng hồn nhiên với vô tư vậy hả cô? Ừ, mà lại xinh xắn nữa. Dạ, con thấy cái nét của Khánh Nhi với cô là cái nét mà của một người con gái yếu đuối, luôn cần một người đàn ông bên cạnh để chở che á cô. Ừ, con là đàn ông phải không? Dạ. Con rất thích che chở những người con gái yếu đuối cái gì? Dạ đúng rồi, con là một người đàn ông trưởng thành mà. Vậy thì với con... lại con có vẻ đẹp và cái sự giàu có nữa con, cho nên là con rất thích những người con gái mỏng manh, yếu đuối để con che chở. Mà con có đang và đã và có che chở ai kia? Dạ con nghĩ nếu mà con có đối tượng á thì cũng ở đâu đây thôi cô. Nhưng mà cô biết không, một khi mà con đã có đối tượng rồi á nha, con sẽ quan tâm nè, chăm sóc người ta để cho người ta thấy. Có nghĩa là con biểu hiện ra luôn phải không? Dạ đúng, con biểu hiện ra luôn. Con không cần phải hỏi người ta là con tại không... sao cái này, tại sao cái kia đúng không? Đúng rồi, con không có thích nói nhiều cô. Chính xác, phải là như vậy đó. Mình phải hành động, rồi. Đàn ông là phải hành động. Đúng, bây giờ con hành động đi. Hành động gì cô? Tấn công đi con. Tấn công gì? Tấn công ai? Thích thì nói, thích thì nghĩ, không cần phải im lặng. Đó.
Là... cô à, con đứng chạy đi cô, con ngồi xuống đi. Dạ. À, con gái có thể chủ động được, tấn công đi con. Chủ động gì cô? À, có nghĩa là hồi xưa là con trai tỏ tình con gái nha, bây giờ thì con gái cũng vẫn có thể tỏ tình với con trai. Cô thấy đây là một thời điểm mà hai đứa có thể cùng nhau mà tiến tới. Chứ nếu mà hai đứa mà cứ chần chờ kiểu này hoài thì coi chừng là lạc mất đời nhau. Ủa gì? Đâu có cô, con với Khánh Nhi chỉ là bạn bè thôi hả? Đúng rồi cô. Lúc nãy cô vào đây nè, cô thấy hai đứa rất là hợp đầu tâm ý. Đó thấy chưa, đọc luôn cả cuốn sách là hạt giống tâm hồn. Mà hai đứa nói những cái tiếng nói rất là nhỏ cô không nghe được, nhưng mà hai đứa vẫn nghe được. Vậy thì chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tiến tới đi, hãy cùng nhau đem hạnh phúc, đem tình yêu đến cho nhau. Dạ không, chắc cô hiểu lầm rồi đó. Chứ Khánh Nhi phải gu của con. Đúng à? Rồi, anh cũng đâu phải gu của em đâu. Thôi nghe, cô không chịu nha. Hai đứa phải bên cạnh bên nhau, hai đứa phải luôn luôn đem hạnh phúc cho nhau. Còn con nữa, đã nói rồi con phải biểu hiện chứ. Ủa, nhưng mà... À, đúng rồi, con thì... Thôi được rồi, mọi người cứ tự nhiên. Thật ra thì tôi đứng ở ngoài, tôi cũng nghe câu chuyện của mấy cô cháu tâm sự nhau hết rồi. Hai đứa đừng có lo. Dạ. Cô Sa không có sao đâu. Chú thì hiện bây giờ chú biết cô Sa đang trong tình trạng như thế nào mà. Tình trạng như nào chú? Cô Sa đọc cuốn sách nói về những phụ nữ trẻ mãi mà không già, tức là luôn nhìn về những thứ tốt đẹp nhất, một sự yêu đời nhất và hạnh phúc nhất. Ủa, vậy thì cô Sa phải tự tạo niềm vui cho bản thân mình chứ chú. Không đúng như vậy. Vì nếu mà như vậy, cô Sa sẽ là những người giống như mà đã đọc qua những cuốn sách đó rồi. Họ cảm thấy họ được hạnh phúc vì họ nhìn nhận được cái hạnh phúc đó. Đó chính là cái sự tác động từ hạnh phúc vào con người của họ. Cho nên cô Sa mới vô tâm sự hai đứa là như vậy đó. Mà hai đứa có thích nhau không? Thì chần chờ gì nữa, mình cứ thì mình cứ nói thích, đừng phải là giả bộ nữa con, mình phải biết nắm bắt cơ hội nha. Dạ không, tụi con không có thích nhau. Dạ, tụi con đâu có mê muội gì nhau đâu. Ủa sao vậy, là hai đứa không thích nhau hả? Đúng rồi. Hai đứa không muốn đem hạnh phúc đến cho nhau hả? Dạ. Ôi trời ơi, nếu mà như vậy thì làm sao mà tôi vui vẻ được, chẳng lẽ cuộc đời tôi phải bất hạnh hoài hay sao trời. Ủa là vậy đó. Thôi cô đi pha nước nè, con không biết gì hết nè.